Chào mừng quý khách đến với chương trình Quang Lâm TV. Quang Lâm rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hàng ngày của Canada và tin thị trường bất động sản. Bản tin hôm nay ngày 10 tháng 2 năm 2021 gồm những tin chính sau đây. Thứ nhất, tỉnh bang Ontario cho mở cửa lại nền kinh tế. Thứ hai, Canada có hơn 800.000 ca nhiễm COVID-19. Thứ ba, tin thị trường bất động sản, tóm tắt thị trường bất động sản tháng 1 năm 2021. Sau đây là phần tin chi tiết. Thứ nhất, tỉnh bang Ontario cho mở cửa lại nền kinh tế. Với những tin vui về số người nhiễm COVID ở tỉnh bang ngày một giảm xuống dưới mức 1.200 người. Trong hôm thứ Hai ngày 8 tháng 2, thủ hiến tỉnh bang Ontario ông Ford đã cho công bố lịch trình mở cửa lại nền kinh tế của tỉnh bang. Và việc mở cửa lại nền kinh tế sẽ chia ra theo vùng, tùy theo số lượng người nhiễm mà vùng đó sẽ được ấn định một mức giới hạn khác nhau theo màu. Thứ nhất, vùng ngăn ngừa là vùng được biểu tượng màu xanh, là vùng có tỷ lệ số người nhiễm COVID theo dân số ít nhất. Vùng này kinh tế được mở cửa toàn diện, nhưng người ta vẫn phải đeo khẩu trang khi ra ngoài và giữ khoảng cách xã hội. Thứ hai, vùng đứng hàng thứ hai là vùng bảo vệ Protect, mang màu vàng. Vùng đứng hàng thứ ba là vùng giới hạn Restrict, mang màu cam. Vùng thứ tư là vùng kiểm soát Control, mang màu đỏ. Vùng thứ năm là vùng phong tỏa Lockdown, mang màu xám, là vùng có tỷ lệ người nhiễm COVID cao nhất. Ba vùng hiện được cho là vùng phong tỏa là thành phố Toronto, vùng Peel và vùng York. Những người được liệt vào vùng xanh là ba khu vực ở phía đông tỉnh bang Ontario. Vào 12 giờ trưa ngày 11 tháng 2, lệnh phong tỏa ở ba khu vực này sẽ được hủy bỏ. Các tiệm bán lẻ, tiệm làm tóc, làm móng, nhà hàng, quán rượu, phòng tập thể dục, rạp chiếu phim sẽ được mở cửa trở lại. Tất cả những vùng khác gồm 28 vùng, ngoại trừ 3 vùng hiện ở trong vùng xám, sẽ được mở cửa trở lại vào ngày 16 tháng 2. 3 vùng bị nặng nhất được liệt kê trong vùng xám là thành phố Toronto, vùng Peel sẽ được mở cửa giới hạn vào ngày 22 tháng 2. Tóm lại, nền kinh tế tỉnh bang Ontario đã mở cửa dần dần trở lại, nhưng cho dù ở bất cứ vùng nào, từ vùng xanh cho đến vùng xám, người ta sẽ phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội. Tin thứ hai, Canada có hơn 800.000 ca nhiễm COVID-19. Tổng số ca nhiễm trên toàn Canada kể từ khi đại dịch toàn cầu bắt đầu đã vượt qua mốc 800.000 ca, trong số đó nhiều nhất là hai tỉnh bang Quebec và Ontario. Số liệu của chính phủ liên bang cho thấy tính đến ngày thứ Ba, ngày 9 tháng 2, Canada đã ghi nhận 808.144 ca nhiễm với số ca tử vong là 20.835. Bác sĩ Tham, giám đốc công ty công cộng Canada cho biết dữ liệu giám sát quốc gia cho thấy những dấu hiệu đáng hy vọng về mức độ suy giảm của COVID-19, chứng tỏ những biện pháp hạn chế về y tế công cộng đang diễn ra trên toàn quốc đang có hiệu quả. Thứ ba, tin thị trường bất động sản. Tóm tắt thị trường bất động sản tháng 1 năm 2021. Mặc dù trong năm 2020 COVID-19 ảnh hưởng rất nhiều như những hạn chế về đi lại, sức khỏe và nền kinh tế, nhưng đã có 6.928 đơn vị giao dịch với giá bán trung bình là 967.885, tăng hơn 50% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Sự khởi đầu mạnh mẽ trong những tháng đầu năm 2021 bao gồm tăng doanh số bán hàng trên tất cả các thị trường như nhà độc lập, nhà sơ mi, townhouse và condo ở thành phố Toronto và các vùng phụ cận. Trong quý 3 năm 2020, tổng sản phẩm nội địa tăng 40.6%, tháng 1 tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi vẫn là 10.7% và tỷ lệ lạm phát là 0.7%. Cũng trong tháng 1, overnight rate 0.25%, mức lãi suất cơ bản là 2.45%, tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho 1 năm trung bình là 2.79%, cho 3 năm trung bình là 3.49% và cho 5 năm trung bình là 4.79%. Theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản Toronto, tổng số giao dịch trong vùng GTA tăng so với cùng thời kỳ năm ngoái.
Trong tháng 1 năm 2021 có tổng số 6.928 giao dịch tăng 52.4% so với tháng 1 năm 2020 có 4.546 giao dịch. Giá nhà trung bình tháng 1 năm 2021 là 967.885 tăng 15.5% so với tháng 1 năm 2020. Với giá bán trung bình là 838.087. Số lượng giao dịch và giá bán trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau. Thứ nhất, nhà độc lập trong tháng 1 năm 2021 có tổng số 2.766 giao dịch tăng 34.4% với giá bán trung bình là 1.359.915 tăng 31.2% so với tháng 1 năm 2020. Kế đến là nhà sơ mi có tổng số 506 giao dịch tăng 48% với giá bán trung bình là 996.794 tăng 26.6%. Thao hào có tổng số 1.124 giao dịch tăng 44.8% với giá bán trung bình là 803.578 tăng 15.9%. Cuối cùng là condo apartment có tổng số 2.471 giao dịch tăng 85.5%. Tính thị trường bất động sản đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Khi quý khách có nhu cầu mua bán nhà condo, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111 hoặc vào trong nhà của team Quang Lâm. Đặc biệt, bán nhà cho quý khách được huy hồng, Quang Lâm chỉ có 1% mà thôi. Quang Lâm xin chân thành cảm ơn quý khách. Chúc quý khách sức khỏe, bình an với nhiều tin vui trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những bản tin kỳ tới.